Ủa một video. Rồi bye. Thằng ở Sài Gòn. Thằng là bán chưa ra hả? Bán bữa Đức chị qua này. Ừ, dạ hình như rứa. Bữa gần tết mình cô bên nhà đất nằm xuống bà con bên mái đất đó. À cái anh Liêm con đó. Ừ, cái đốm giống mình đất dạ. Khiến cho bà con bên bên ngộ những cái thằng cô giống mình đất gì vậy? Mình đất nào nó quay xuống nhất á, con này không bị đau thôi chắc cũng che rồi. Ừ. Một cây ba cây bóng như con rưỡi hôm nay chiều không hàng mốc chiều không hàng xuống đi. Thế bây giờ đụng hai xíu hai rưỡi là có ba người qua tới 2 giờ đó. Qua tới 3 giờ rồi đó. Có mấy người rồi, hai người xuống đây rồi. Đến thêm. Nó lên đợi xí thì được. Đợi xí rảnh một chị Hương làm máy đi. Đi tay nhiều đó nè, đám có ngoài vậy. Đợi hai ba người cũng được ha. Ok. Trong đời vui vẻ là được rồi. Có thể cho lòng trước. Sáng bán cái bà khoảng 90 mấy tuổi mà có mấy học to lắm. Thì quay video đi, quay sắc sắc mặt nhìn thử. Có phải mụn đó không? À, những tráng này đó.
cô Hương nặng một cộng gió một tháng ra luôn. Ừ, nó còn nóng luôn đó. Dạ. Ồ, còn nóng bao bóng cái miệng rồi. Không chết luôn á. Túc đen hả em? 220 hết. 220 hết. 270. Rồi, để đó chị cảm ơn. Cảm ơn. Sao tôi không có quẹt nữa. Không quẹt la mà cái quẹt kia cái mặt hở đúng rồi. Ủa nó bên đây một đèn đau cũng trời. Đèn trắng ra hả? Dạ. Nó bên này nó không thấy đau mà. Cái mặt không đau mà trắng thì đau. Trắng cũng cứng hơn rồi đó. Ngủ nhỏ hơn mà khó ra hơn một phần. Nếu mà cái dây mềm xuống cũng không đau. Bé cái đầu nha. Dĩ sư. Nó lông mài luôn. Một cái này đỏ lắm mà. Nhìn không chưa lan chay. Đỏ rồi. Rồi xuống đầu.
con. Dạ Hoàng ơi. Nó quay nhanh nghe thấy chị sắp đi rồi đó. Một chị đi mất rào sửa không kịp rào. Không, chiều 2 giờ hơn gì mới về nè. Mới có khách rào, hôm nay em đợi ngay. Chiều mai là không có chị nhà nha, chị mai chị nghỉ, chiều mốt chị nghỉ nghe. Em đi là sáng mai đi. Ok. Sáng mai mấy giờ? Dạ ok. Dạ ra, đang nghe điện thoại đó. Chị chào mà Hương đang nghe điện thoại không? Đang rào mạc, đang rào đẹp chưa? Thôi thì chị ăn bam tiếp đi. Bam tiếp nữa. Người vô đó bam, bam sắc tấy chứ chị ăn chị bam cái nghỉ chơi không biểu. Bam luôn đi chứ. Mấy người rất là thầy. Hôm bữa bác khách này em vô lấy cây mẹ em cho đánh thôi. Vì cái mạng đông bam xuống cái thau bam luôn đi. Đừng đánh mà. Đầu đông là lo làm đi. Mẹp lần đồ cho ngâu rồi hả? Lần đồ cho lắc à, thấy cảm có giáo à. Đi Nhật gì lãnh bỏ thấy chi gì không à? Đi mẹp mài xấu xí ra đây. Cái đứa đi Nhật chuyện ngựa ra người lắm nghe. Đứa gấm trái coi gì thì đẹp đẽ ra. Thank you.